Xin chào tất cả các bạn thân mến. Thì trong video kỳ này, mình muốn chia sẻ với các bạn cách chúng ta ủ phân hữu cơ giàu dinh dưỡng bón cho cây trồng tại nhà từ cái nguồn rác thải trong sinh hoạt, giúp chúng ta tiết kiệm được cái chi phí trong sản xuất, đặc biệt là chi phí dùng để mua phân bón. Đối với cái cách ủ phân hữu cơ này thì cũng góp phần bảo vệ môi trường, giảm lượng rác thải, giúp cây trồng của chúng ta phát triển tươi tốt, thu được cái chất lượng nông sản nó có tính an toàn cao. Thì còn bây giờ mời tất cả các bạn cùng cô chú anh chị xem cách của mình làm. Rồi, để ủ được một mẻ phân hữu cơ tốt giàu dinh dưỡng thì chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên liệu cũng như là dụng cụ sau. Đầu tiên là một cái thùng xốp cỡ lớn nha các bạn. Cái thùng xốp này thì chúng ta sẽ khoét một cái vài cái lỗ ở dưới đáy để nhiều khi cái phân hữu cơ mình ủ nó có nước thải đó, nó sẽ thoát ra ở dưới đáy thùng. Cái đó là rác thải sinh hoạt nha. Tận dụng cái nguồn rác trong gia đình mình nè, như rau củ quả hỏng, vỏ trái cây, thức ăn thừa mình dùng để ủ phân sẽ rất là tốt. Kế đó là một bao sơ dừa, ở đây mình mua ngoài cửa hàng cây cảnh á, tầm khoảng 40 đến 45 ngàn một bao, có chỗ mắc lắm thì cũng tầm khoảng 50 ngàn thôi nha các bạn. Và kế đó là một ít rơm khô, cái rơm này á, mình dùng để lót ở dưới đáy thùng. Sau cùng là một ít phân đạm, phân này chúng ta hay gọi là phân ure đó. Của mình thì thường dùng cái loại là đạm Phú Mỹ, tầm khoảng nửa ký thôi. Quy trình mình ủ là lót rơm ở dưới đáy thùng, rồi lót một lớp rác thải phủ qua đều, rồi rải một ít phân đạm ure rải xương qua, rồi kế đó là sơ dừa mình tủ lên. Như vậy á thì mình làm tương tự, khi nào đầy thùng thì thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ủ nha các bạn. Việc sử dụng phân bón hóa học một cách tràn lan trong thời gian dài đã khiến nguồn đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bạc màu, thoái hóa nghiêm trọng. Việc thay đổi phân bón hóa học đang sử dụng sang các loại phân bón hữu cơ sẽ làm tăng độ tự nhiên của đất, cải tạo đất hiệu quả, trả lại cho đất lượng hữu cơ đã bị mất. Đây được gọi là giải pháp tối ưu nhất để phục hồi đất sản xuất nông nghiệp của nước ta hiện nay. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại phân bón hữu cơ và được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, chủ yếu được phân thành hai loại chính: phân hữu cơ truyền thống và phân hữu cơ được chế biến theo công nghiệp. Phân hữu cơ truyền thống bao gồm các loại phân rác, phân xanh, phân chuồng. Phân hữu cơ chế biến công nghiệp bao gồm các loại phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, phân vi sinh vật, phân hữu cơ, phân bón lá hữu cơ, phân hữu cơ khoáng. Trên thực tế có nhiều cách để chế biến phân hữu cơ: chế biến thô và chế biến công nghiệp. Phương pháp chế biến thô sơ, nhà nông hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Phương pháp này thường áp dụng trong cho phân chuồng, phân rác, phân xanh, than bùn. Phương pháp công nghệ vi sinh, tức sử dụng các vi sinh vật để chế biến phân. Phương pháp này thường được áp dụng trong chế biến các nguồn hữu cơ ít vi sinh vật, rác thải đô thị, than bùn và các chất hữu cơ khó phân hủy như vỏ trấu, vỏ hạt cà phê, bột ngô, thân, vỏ cây. Các chế phẩm được sử dụng phương pháp chế biến này thường được gọi là phân hữu cơ sinh học. Chúng ta đã biết, phân bón hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đầy đủ, cân đối và bền vững. Trong các loại phân bón hữu cơ đều chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng NPK cần thiết cho cây trồng. Ngoài ra, trong phân bón hữu cơ còn có các nguyên tố trung lượng và vi lượng ở dạng dễ hấp thu, giúp cây trồng phát triển cân đối. Phân hữu cơ sẽ không bị mất cân bằng dinh dưỡng khi cung cấp cho cây trồng. Như khi sử dụng phân bón hóa học, các chất dinh dưỡng sẽ được phân giải từ từ để có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong thời gian dài, nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây. Đặc biệt, trong các loại phân hữu cơ còn có các loại vi sinh vật hữu ích, vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, phân giải cellulo. Sử dụng cho cây trồng sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hữu ích phát triển, hạn chế tối đa các vi sinh vật gây hại, giúp cây trồng phát triển cân đối, ổn định. Khi bón xuống đất, phân hữu cơ phân hủy thành các chất mùn chứa các axit hữu cơ, axit humic, kích thích sự phát triển của rễ cây, giúp rễ cây hấp thụ các chất dinh dưỡng. Trong trường hợp các chất axit này phun lên lá cũng sẽ giúp tăng cường quá trình quang hợp của cây trồng, tăng chất lượng nông sản. Việc sử dụng phân bón hữu cơ sẽ giúp cây trồng cho nông sản có chất lượng cao so với việc sử dụng phân bón vô cơ. Đối với phân hữu cơ, sau khi được chế biến sẽ loại bỏ được các yếu tố độc hại với con người,
không để lại tồn dư hóa chất trong nông sản như sử dụng các loại phân bón vô cơ. Vì trong phân bón hữu cơ đã có đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng, cùng hệ thống vi sinh vật hữu ích giúp nhà nông hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên sản phẩm luôn an toàn cho người sử dụng, người tiêu dùng. Tăng hàm lượng dinh dưỡng, cung cấp chất mùn, cân bằng vi sinh vật trong đất. Dưới tác động của môi trường, các chất hữu cơ trong đất được phân giải và tích lũy dần, giúp hàm lượng dinh dưỡng trong đất ngày càng cao. Phân hữu cơ phân giải tạo ra mùn, tạo nên sự kết dính của kết cấu đất. Nhờ có kết cấu mà đất trở nên tơi xốp, thông thoáng, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Phân hữu cơ sẽ cải tạo đất, tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống vi sinh vật phát triển, hạn chế các vi sinh vật gây hại cây trồng. Điều đó góp phần cải tiến hệ thống vi sinh vật trong đất theo hướng có lợi đất và cây trồng, hạn chế sự rửa trôi và xói mòn. Các chất hữu cơ được phân giải sẽ kết hợp với các chất khoáng dinh dưỡng trở thành các phức hệ hữu cơ khoáng có tác dụng quan trọng trong việc làm giảm sự rửa trôi, xói mòn các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, với các mùn có trong phân hữu cơ sẽ làm tăng tính ổn định của kết cấu đất. Chính vì thế, bảo vệ được cấu trúc đất, hạn chế tối đa việc xói mòn, cải tạo đất trồng. Phân bón hữu cơ có công dụng rất tốt trong việc cải tạo đất trồng, đặc biệt đối với đất cát, đất bạc màu, phân hữu cơ tác động mạnh đến cấu trúc đất, cải thiện các tính chất hóa học, sinh học của đất ngày càng trở nên tốt hơn. Chính vì thế, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ là cách quan trọng để cải tạo đất, sản xuất nông nghiệp của nước ta, không gây ô nhiễm môi trường, không giống như phân bón vô cơ chứa các chất độc hại, khó phân hủy ở môi trường tự nhiên, thì phân bón hữu cơ có thể phân hủy hết trong điều kiện tự nhiên, làm tăng kết cấu của đất, giúp đất trở thành một bộ máy lọc thông minh, lọc các chất độc có trong đất, nước rồi từ từ phân hủy hoặc làm giảm tính độc của chúng, giúp bảo vệ môi trường, an toàn cho con người. Rồi sau khi mình ủ thì mình sẽ được một cái mẻ phân hữu cơ như thế này nè các bạn. Loại phân bón này á, mình đã sử dụng qua nhiều lần rồi, cảm thấy rất là tốt, giúp cây trồng của chúng ta phát triển cân đối. Bây giờ mình sẽ dùng nó để bón cho cây. Và cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video hữu ích thì cho mình xin một like, một đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.